Xin chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi sang bài đầu tiên ở trong cái quyển sách toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo học kỳ 2 này các em. Chúng ta sẽ cùng đi vào bài chụp nhìn. Các em quan sát hình ảnh này. Các em thấy là như chúng ta đã học là chúng ta có là một chục thì bằng 10 đơn vị, đúng chưa? 100 thì bằng 10 chục. Như vậy, sang đây thì chúng ta có là 1.000 thì bằng 100. Đây, cứ một tấm này là 100. Vậy chúng ta có 100 thì sẽ ghép thành 1.000. Và đây là hình ảnh của 10.000. 10.000 tức là 10.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Như vậy chúng ta có 10.000 khối lập phương nhỏ. Đây. Hay người ta còn gọi là 10.000, hay còn gọi là 1 vạn. Chúng ta sẽ viết là 10 này, theo phía sau nữa là 3 chữ số 0 nữa, thì chúng ta sẽ có là số 10.000. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm một số các cái bài tập ở đây. Bài tập số 1 yêu cầu các em là viết và đọc số tròn nghìn trong bảng dưới đây. Cứ một cái khối lập phương này sẽ có 1.000 khối lập phương bé. Như vậy chúng ta sẽ có là đây là 1.000. Viết thành số là 1.000 và cách đọc là 1.000. Tiếp theo các em sẽ có 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Như vậy đây sẽ là hình ảnh. Hình ảnh này thì sẽ có là 7.000 khối lập phương bé. Chúng ta sẽ viết số 7.000. Các em đọc ở đây là 7.000. Tiếp tục, các em quan sát hình ảnh tiếp theo, các em để đếm xem thử là có mấy nghìn ở đây nhé. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 này, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Như vậy, đây chính là 10.000, các em sẽ viết số 10.000. Và cách đọc của chúng ta là 10.000. Sang ý B, yêu cầu các em viết và đọc các số tròn nghìn từ 1.000 cho đến 10.000. Như vậy các số tròn nghìn từ 1.000 đến 10.000 thì đó bao gồm các số là 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, đúng không nào, cho đến số 10.000. Bây giờ chúng ta sẽ viết ý B vào trong giấy như sau. Những bạn nào mà chưa xong ý A này thì các em hãy dừng một chút để các em làm cho xong ý A nhé. Có ý B này. Ta có số đầu tiên là số 1.000. Các em sẽ đọc là 1.000. Tiếp theo là sẽ đến số 2.000. Rồi đến số 3.000. Bốn nghìn. Tiếp tục chúng ta có số 5.000. Rồi đến số 6.000. Các em sẽ ghi số và ghi cách đọc phía bên cạnh. Tiếp tục chúng ta có số 7.000. Rồi đến 9.000.
Và cuối cùng chúng ta có số 10.000. Như vậy là chúng ta đã viết được các số từ số 1.000 cho đến số 10.000. Chúng ta đã viết được số và cách đọc tương ứng. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 2. Những ai mà chưa xong bài tập số 1 thì các em hãy dừng lại để làm xong bài tập số 1. Có bài tập số 2 như sau. Có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị. Các em sẽ quan sát. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ đếm này, 1, 2, 3, 4 nghìn này. Thì ở cái hàng nghìn này chúng ta có 4 nghìn, các em viết số 4. Ở hàng trăm chúng ta có 100, 200. Các em sẽ viết ở hàng trăm, viết cho cô số 2, tức là có 200. Ở hàng chục thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chục. Như vậy các em sẽ viết là chữ số 7 ở hàng chục. Và ở đây là có 3 đơn vị thì các em sẽ viết ở hàng đơn vị là chữ số 3. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ quan sát hình ảnh ở câu A và câu B này. Ta có ở hàng nghìn, có 1.000, 2.000. Có 2.000, như vậy ở hàng nghìn này các em sẽ viết cho cô là 2, thể hiện cho 2.000. Ở hàng trăm chúng ta sẽ đếm có 1, 2, 3, 4, 500. Như vậy ở hàng trăm các em sẽ viết cho cô số 5. Tiếp tục ở hàng chục thì các em sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 chục. Như vậy ở hàng chục các em viết cho cô chữ số 6. Cuối cùng ở hàng đơn vị chúng ta có một đơn vị, các em viết chữ số 1. Tiếp theo sang ý B, các em làm hoàn toàn tương tự. Ta đếm có 1, 2, 3 nghìn. Như vậy ở hàng nghìn các bạn viết chữ số 3. Ở hàng trăm các em viết 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta viết chữ số 4. Ở hàng chục 1, 2, 3, 4. Đúng không nào? Có 4 chục. Vậy các em sẽ viết chữ số 4 ở hàng chục. Và ở hàng đơn vị các em đếm xem thử có 1, 2, 3, 4, 5 này, 6, 7, 8 này. Như vậy là có 8 đơn vị. Các em sẽ viết chữ số 8. Chuyển tiếp sang bài tập số 3. Những ai chưa xong bài tập số 2 thì các em hãy dừng chút để các em làm cho xong bài tập số 2 nhé. Sang bài tập số 3, yêu cầu các em là lấy các thẻ 1.000, 100, 10, 1 phù hợp với mỗi bảng sau. Thì ở đây là chúng ta sẽ lấy thẻ ở hàng nghìn là có 1.000. 1.000 thì các em sẽ lấy là một thẻ thôi. Lấy một thẻ 1.000. Đúng không? Như vậy thì ở cái bài 3A này này thì chính là nó ngược với bài 2A. Đấy. Các em sẽ làm tương tự, cô sẽ vẽ minh họa cho các em nhé. Cái trường hợp A này, chúng ta có số 1954. Thì các em sẽ biểu diễn như sau. Ở đây thì sẽ có là 1.000 thì các em sẽ biểu diễn là 1.000 thôi, đúng không? 900 thì các em sẽ biểu diễn cho cô 9 cái vòng tròn 100 này để chúng ta thể hiện 900. 50 thì các em sẽ biểu diễn là 5 cái vòng tròn 10 này này. Và ở đây là có 4 đơn vị thì các em sẽ thể hiện là 4 cái vòng tròn, mỗi vòng tròn là một đơn vị. Như vậy, ví dụ này. Chúng ta có bài 3A nhé, ở đây nó hơi vậy. Đây. Bài 3A. Cái này là ở trong sách người ta ghi rồi nhá. Nghìn này, trăm này, chục đơn vị này. Cái này là cô chỉ ghi lại trong sách giáo khoa thôi. 1.950 và 4 đơn vị. Vậy bây giờ chúng ta thể hiện như thế nào? Kem thể hiện như thế nào?
1.000 thì các em sẽ biểu diễn 1.000 này. Ta cho vào trong cái này. Như vậy, đây, thể hiện của 1.000. Được chưa? 900 thì cứ mỗi cái này là 100. Vậy ta có 100 này. 200 này. 300 này. 400 này. 500 này. 600 này. 700 này. 800 này. Và đây là 900. Như vậy chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy 900. Có 5 chục đúng không? Một chục này. Hai này. Hai chục này. Ba chục này. Bốn chục này. Và đây là 5 chục. Như vậy là chúng ta đã thể hiện được 5 chục. 1, 2, 3, 4, 5 chục. 4 đơn vị. Cứ một vòng là một đơn vị, chúng ta có một đơn vị, hai đơn vị, ba đơn vị, bốn đơn vị. Như vậy là chúng ta đã thể hiện xong được bài tập số 3A. Những bạn nào mà chưa làm xong bài tập số 3A, các em hãy dừng một chút để các em tiếp tục làm xong bài tập số 3A cho cô. Bây giờ cô chuyển tiếp sang bài tập số 3B. Bài tập số 3B chúng ta có đây. Đẩy cao lên một chút để cô viết đây nhá. Bài 3B này. Thì cô có này, ở hàng nghìn này. Vẫn là như vậy thôi. Trăm này. Chục này. Và đây là đơn vị. Ta có 2.000, không trăm, hai chục, hai đơn vị. 2.000 thì chúng ta có mỗi vòng này là 1.000. Đây là 1.000. 2.000 thì các em sẽ vẽ hai cái vòng này. Được chưa? Không trăm thì các em không cần phải vẽ. Không trăm các em không cần phải vẽ, để trống. Hai chục, ta có một chục này. Hai chục này. Đấy, các bạn đã hiểu chưa? Rồi, chúng ta có hai đơn vị thì đây cô có một đơn vị, thêm một đơn vị nữa là hai đơn vị. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn cho các bạn chúng ta đã đi xong được toàn bộ bài tập số 3. Những bạn nào chưa xong bài tập số 3 này, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong. Bây giờ cô chuyển tiếp sang phần luyện tập nhé. Cô có phần luyện tập như sau. Bài tập số 1 yêu cầu các bạn đếm các thẻ và cho biết mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đếm này. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100. 100 thì chính bằng 1.000. 100 tức là 1.000 đấy các em. Như vậy từ đây đến đây. Từ đây đến đây thì chúng ta sẽ có đây là 1.000. Mười trăm thì bằng 1.000, đúng chưa? Ở đây chúng ta có 100, 200, 300, 400. Như vậy ở đây là các em sẽ có là 400. Ta có 1.400. Mấy chục đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy ở đây các em có 6 chục. Và có 1, 2, 3 đơn vị. Tiếp theo chuyển sang bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong thì các em sẽ dừng lại một chút để các em làm cho xong. Như vậy là số đã cho gồm có là 1.463 đơn vị đúng chưa? Sang bài tập số 2 này. Nói theo mẫu. Ví dụ số 7.204 thì gồm có 7.200 không chục và bốn đơn vị. Không chục thì chúng ta không cần phải nói. Đấy. Vậy bây giờ tương tự như thế thì chúng ta có các cái số. Ta có thêm 3 số ở đây. Số đầu tiên là 6.825. Bài 2 ý A. Ta có số 6.825.
Cái số này, các em xem thử gồm này, 6.000 này. Cái số này nó gồm có này, 6.000, 800, 8 chữ số đầu tiên trong số có 4 chữ số hàng nghìn, chữ số hàng trăm, hàng chục đúng không? Như vậy 20. 20 và 5 đơn vị. Và 5 đơn vị. Như vậy số này gồm có 6.800, 20, 5 đơn vị. Sang ý B. Ý B chúng ta có số nào? Số 2.834. 2.834. Vậy số này thì gồm có 2.000 này. Tiếp theo là 800 này. Tiếp theo nữa là 30 này. Và 4 đơn vị. Cuối cùng chúng ta có ý C. Ý C ở đây cô có số 901. Số có 3 chữ số. Đây là chữ số hàng đơn vị này, hàng chục, hàng trăm. Như vậy là gồm có 900. Gồm 900. Như vậy cái này gồm có 900. Chín trăm và một đơn vị. Chín trăm và một đơn vị. Như vậy cái số này thì gồm có, ta có là 900 và một đơn vị. Thực ra thì nó gồm có 900 không chục một đơn vị, nhưng mà không chục thì các em không cần phải ghi nhé. Tiếp tục cô chuyển tiếp sang bài tập số 3. Những ai mà chưa xong bài tập số 2, các em có thể dừng một chút để tiếp tục làm xong bài tập số 2 này. Đây là chúng ta đã đi xong được hai bài tập số 1 và số 2 rồi. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 3 như sau. Có bài tập số 3. Hình ảnh nào có số khối lập phương phù hợp với mỗi bảng? Các em quan sát. Các em quan sát ở đây. Chúng ta có 1.234 đơn vị. Hoặc là các em quan sát khối lập phương nhé. Ta có 1.000, 2.000 này. Như vậy đây là hình ảnh này gồm có 2.000 này. 2.000, 100. 1, 2, 3, 4. 4 chục và 3 đơn vị. Các em có thể lấy bút chì các em viết ra. Cái số này gồm có này, 2.000 này, 100 này, 4 chục này, 3 đơn vị. Đấy, lấy bút chì các em viết 2.000, 100, 4 chục, 3 đơn vị. Như vậy, 2.000, 2.000, 100, 4 chục, 3 đơn vị. Như vậy các em sẽ nối cái này với 1 đúng không? Cái D này. Cái 1 này các em sẽ ghép với D. 1 này thì các em sẽ đi ghép với D cho cô. Tiếp theo sang cái hình thứ 2. Chúng ta có 2.000, 100, 30 và 4 đơn vị. 2.000 này, 100 này, 30, 4 đơn vị. Đấy. 2.134 đơn vị. Như vậy cái 2 này các em sẽ ghép với C.
2 sẽ đi ghép với C. Thì chúng ta sẽ có đây là 1.000 này, 200 này, 30 và 4 đơn vị. 1.000, 200, 30, 4 đơn vị. 1.000, 200, 30, 4 đơn vị đúng không? 1.000, 200, 30, 4 đơn vị. Như vậy các em sẽ nối với A. Và cuối cùng là còn lại thì cái 4 này chúng ta sẽ nối với cái còn lại, tức là với B. Xem đúng không nhá. Đây chúng ta có 1.000 này, 1.000 này, 200 này, 30, 1.240 và 3 đơn vị. 1.240, 3 đơn vị chính xác. Cái này chúng ta sẽ nối với B. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được lý thuyết cũng như các bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài đầu tiên ở trong quyển sách tập 2 đó là bài chục nghìn. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.